khi mà các bạn học những cái buổi mà của anh Thảo dạy lên thì cái tính một là giống như chơi game, các bạn có thái độ tích cực, kiểu như các bạn phải nhìn đời một màu hồng không, tầm mỗi có thích thì các bạn cũng từng kiểu phải an ủi nó, nhiều khi nó chết bạn, nó là một con kia rồi bạn kiểu nó ăn đây bóc chó xong rồi mày đâu mà nói mày thích là bố cho anh kêu hả. Thì thường thường mấy trận đấu đó diễn ra hàng ngày hàng trận luôn hả. Thay vì nói các bạn có thể nói là AD cố lên không sao đâu. Chưa gì hết là mấy thật ra nghe cái kỳ nghỉ hè này quan trọng lắm. Đó thì cái này rất là quan trọng nha, đặc biệt là khi mà mấy bạn thôi, mấy anh đánh xếp hạng á, gặp mấy anh mày nói giờ được nghỉ hè khoảng mười mấy tuổi mới vô bất tức gia sư xong lót cái bờ xong rồi tuyên bố gia sư gánh tiền vô hết câu sao không vậy. Thì cũng đừng chửi nó, nó chửi nó nhiều khi chửi cho mình cũng đâu nghe đâu. Đó là mấy bạn phải có thái độ tích cực. Thật ra cái ngoài những bạn không chửi mà mấy bạn khích lệ đồng đội mình nó cũng rất là quan trọng. Kiểu như các bạn có thể như các bạn đánh support á, support mà kiểu như mà bút máu là có thể cứu AD trong những tình huống nguy hiểm đó, thì bạn là người AD mà bạn và đó bạn có penta kill thì bạn phải quay ra bạn cảm ơn là support đánh hay quá này nọ, cảm ơn support nha. Thì người support nó nhiều khi họ sẽ vui vẻ cái mấy trận sau đến hay họ. Nói chung là mình làm gì cũng phải biết ơn đồng đội mình. Thí dụ mình là người xã hữu chủ tịch của team mà mình cuối game mình tỏ sáng thì lúc đầu không có support thôi có AD đó, mình phải kiểu như là ăn quả với kẻ trồng cây thôi. Nói chung này nọ, nói chung là bạn phải có thái độ tích cực trong game, mình phải khen đồng đội và đừng cố gắng đừng chửi những người đồng đội khi mà họ làm sai. Tại vì thường thường mà đánh trong một trận đấu thì họ sẽ đánh cùng bậc xếp hạng mình mà, giống như mình ăn vàng mà mình đi top đi, mình gặp bên kia cũng ăn vàng thì đâu phải cái dáng nào mình cũng đè được tốt hơn đâu, 50-50 thôi mà, dáng này mình giết được tay, dáng sau tay cũng giết được mình. Không lẽ giờ mình đồng đội mình 50 cái nó thua cái mình chửi nó, thì bạn cần phải hạn chế cái này. Còn thứ hai là cái tinh thần đồng đội. Tinh thần đồng đội ở đây nghĩa là bạn đánh vị trí này nhưng mà bạn phải suy nghĩ vị trí khác cho người ta nữa. Giống như giờ đi gần nó lúc đầu nó bị găng hai sát, cái nó thọt level hơn so với người đi gần đó thôi. Kiểu này mới level 4 mà, cái người kia level 6 mà nó xin một ít bùa xanh để cho nó đỡ thọt level, để cho tham gia một chút, một ít là không, bùa xanh cho bố mày. Đồng kiểu bố mít. Thì đó, bạn phải có tinh thần đồng đội, là thường thường mà thấy đồng đội mình thích quá hay gì á, mày ăn đi tao không cần đâu, chứ không phải bồ xanh của tao rồi xong rồi mình về ăn bồ xanh xong rồi chứ phải. Tại vì gần mình, tức là mình thọt mà mình đang 02 gần bên kia level 6 đi, xong rồi vừa mới ăn bồ xanh xong rồi bị gần lên xin level 6 găng cái bọt cái chết luôn, cái mất bồ xanh luôn, gần đây chửi bít ốc chó bố bị bồ xanh. Xong rồi hai hàng cùng thọt, hai hàng quay ra chửi nhau. Thì thay vì đó bạn có thể suy nghĩ là cho đồng đội của mình là nó có thọt thì các bạn cũng phải nhường hơn chút. Còn cái thứ ba thì học hỏi, thì khi mà các bạn ở trong một cái team hay là mấy bạn đánh chung một cái game nữa thì khi mà bạn thấy những cái gì hay á bạn phải học. Kiểu như thằng Yasuo đây, có thằng Ninh Mắt Quy, có thằng Ninh Mắt Ne, nhưng mà thực ra tùy theo tùy lúc tùy thời điểm với lại tùy con tướng cũng như tùy thể hình mình thì nó nên mắt kiểu gì thì phù hợp hơn, thì cái đó mình phải học. Giống như giờ mình cầm con Nautilus đi, bên kia là con Yasuo đi, thì Yasuo cái gì nó gặp Nautilus thì thà nó nâng mắt quy, nó đâm vào tâm mình đi, nâng mắt e để lướt cho lã lướt chút, không mà nó lướt thì cứ đập đầu nó mình kéo nó thì mình tự tin nó chết. Thay vì đó thì nó nâng kêu quy thay ra, nó thích nâng mắt e, nó thích lã lướt thôi. Đó là cái các bạn phải học hỏi từ những người đồng đội của mình hoặc là học hỏi với đối phương luôn. Và tính thứ tư là bạn phải rút ra bài học từ sai lầm. Rút ra bài học từ sai lầm là đó. Ví dụ là các bạn đi cầm con ao mết đi, mấy bạn gặp bên kia là mết, bên kia là con dẹt, AD đối phương là con ven hay là tiêu rừng nó con java, nhưng mà đi top là con bò đi. Bạn cầm ao mết bạn thấy bên kia ba con AD bạn phải quá, bạn đút giáp gai á, xong rồi con bò xì bạn chết trong chỗ luôn. Bạn hỏi sao bạn chết. Đó là mấy bạn phải từ cái kết quả trận đấu á, bạn phải nghe rút ra bài học. Ví dụ bạn thay vì cái game đó bạn lên kéo ga trước, bạn lên đầu cắn khéo lúc đầu cái áo chặn áo mạnh á, nó có cắn khéo chứ gì máu, thay vì bạn lên đó trước thì còn
bạn có thể trụ được cái lúc đầu game. Thì sau đó bạn thấy là giống ra sao? À, giống như cái tình huống mà bạn kéo Phục, kêu định hướng Phục tới Phương, thì qua trận đấu đó hoặc là qua những cái khả năng né của đối phương, di chuyển hướng nào á, mình có thể tận dụng trong cái trận đấu đó bạn rút ra luôn, là mình sẽ sử dụng cái năng định hướng ở hướng nào để dễ trúng trong đối phương. Rồi đức tính thứ năm là nó làm được, mình cũng làm được, tại vì thực ra nó cũng là con người mà, cái này nói hoài luôn, người ta làm được mình cũng làm được thôi, có cái nào khó quá bỏ qua, tại vì có nhiều cái giống như một cái cơ nó làm được mình làm được. Nhưng mà những cái căn bản giống như người ta làm được Excel hoặc Word á, mình cũng phải làm được chứ. Tức là mình phải có tâm lý, nó làm cái này khó quá, mình không theo kịp, mình kiểu ngu hơn người ta. Thực ra không phải vậy, người ta nói là cần cù và thông minh rồi. Ví dụ người ta làm cái đó trong vòng một tháng làm được đi, thì mình cố gắng hơn, mình 2 tháng, 3 tháng. Tại vì cái liên minh giờ nó ra cũng 7 năm rồi. Đó, cái trình độ nó cũng tới một mức nào đó, nó tới thách đấu cũng đó, là đâu là thách đấu cao hơn thách đấu đâu. Thì từ từ mình đánh cũng sẽ bằng với người ta thôi. Nhiều khi mình đánh tới cùng mùi là được tới tối, lúc đó nó nghĩ là vui gì đó. Lúc đó nó già, nó cũng tay, lúc đó mình lại lên. Còn cuối cùng là bạn phải thử nghiệm hướng đi mới. Thử nghiệm hướng đi mới nghĩa là khi mà bạn đánh được cái vị tướng đó, bạn cảm thấy nó hết cái gì để các bạn chơi, bạn phải phi vụ khác. Giống như đó mình quen Achi á, mà đó Mastery thường mấy thằng đi AD thôi. Tự nhiên có một giai đoạn gọi là không chào Mastery AB. Ở Mastery AB khi mà nó quỳ, nó 500 AB, nó lướt phát là 8-9 cả ngàn đam á. Đó, tức là khi mà một vị tướng của bạn chơi đủ hết cái hướng đi, bạn phải tìm cách nào cho cái vị tướng mình có thể lên một bậc nữa không. Giống như kiểu Faker á, nó đánh con Cassiopeia, nó thường thường mấy ta sẽ tóc biến lên, xong rồi chơi sử dụng chữ cuối phá đá, còn nó ulti trước xong rồi nó mới tóc biến, thì nó sẽ làm như vậy thì người ta sẽ không có dự đoán được nó sẽ ulti hướng nào, với lại nó sẽ hủy cái động tác thừa. Các bạn ngồi search những cái Sylvia mà của Faker, các bạn sẽ thấy là sau Faker lúc nào cũng ulti chúng đối phương, rồi với đối phương không kịp né, tại vì anh ta đi hướng đi mới, thì tóc biến lên ulti này sẽ ulti tóc biến. Hoặc là Lesin, các bạn lúc mà đâu ai biết chơi Lesin đâu, khoảng mùa 2, mùa 3 đâu ai biết Lesin có thể insert là dễ. Thực ra Lesin nó có cái trò mà bạn R vô đối phương á, xong rồi bạn tóc biến về phía kia á, là các bạn sẽ làm hành động một pha insert luôn. Nhưng mà cái pha đó, thay vì bạn tóc biến last thì các bạn sẽ R, thì này bạn R trước trúng đối phương á, bạn mới tóc biến đi. Thì nếu mà bạn làm vậy á, thì bạn sẽ có cái thời gian. Tại con Lesin cái chiêu cuối đó là nó có hai trạng thái. Một cái trạng thái lúc đầu á, là bạn phải giữ chân đối phương trong 0.25 giây. Rồi không sau 0.25 giây á, đối phương mới bị hất tung lên, tức là nó bay lên. Thì trong cái thời gian này là khi bạn rờ đối phương á, thì mấy bạn sẽ có cái thời gian mấy bạn tóc biến cái hướng. Ví dụ mà địch đây đi, bạn Lesin đây đi. Đó, thì mình bỏ đây. Bạn rờ đối phương đây phải không? Bạn tóc biến hướng này nè, thì nó sẽ đá hướng đối phương này, nó sẽ đá cho chúng này. Đó là các bạn sẽ tận dụng không chấp hôm nay về cậu. Làm nhiều quen. Rào lát ở cái pha đó, và rào lát thì ra dài cũng làm được mà. Đó phải không? Thì ra nhanh quá sao làm kèo thì chúng ta làm được mà chúng làm được thôi. Chỉ con nói là chơi chút đánh chơi không được đi gì. Nhiều lúc nó bấm không kịp. Thì thế nhưng mà nhiều lúc không kịp đó, mình cứ làm đơn giản thôi, mình không biết đâu, mình là rồi thôi. Đó thì khi mà các bạn làm gì các bạn cũng phải nghĩ xa ra khỏi cái hộp đi. Tức là có những cái thực ra cái meta là do con người sáng tạo không, tức là họ cũng phải nghĩ xa hơn ra cái meta đó để họ tạo ra cái meta mới. Giống như meta hiện tại là mấy con hỗ trợ support mà có dạng bút khiên á, khi mà họ lên cái lưu vương sôi sục á, thì khi mà bạn bút thì bạn sẽ tạo tăng tốc độ đánh cho xạ thủ bạn, đồng thời xạ thủ bạn sẽ hồi máu trên mỗi hiệp đánh nữa. Nhà cái ly vương nó được sửa lại thì có những người thử nghiệm hướng đi mới. Giống như có một thời cái đây khoảng một tháng á, là họ nghĩ ra cái trò con app mà đi hỗ trợ đó. Thì con app nó có chuyện gì, nó có cái chiêu lúc với chiêu quy á, nó làm chậm, thì họ sẽ lấy cho mình cái
thì bước liên kết sắt đá. Thì cái liên kết sắt đá là nó sẽ khi mà bạn làm chậm đối thủ á thì nó sẽ khiến cho cái đòn đánh của xạ thủ của bạn kiểu là con này con để AC giúp mình nha. Và con này con cóc mò hơn gì đó, còn cóc mò nó đánh vô thằng thằng bị trúng cái xin lôi là nó sẽ được hút máu. Thì khi mà bạn lên tư thương sôi sụp nữa, bạn sẽ cho thằng cóc mò này nó vừa hút máu của cái liên kết sắt đá luôn, thì nó hút máu là khoảng thời gian nhiều lắm. Nó nằm ở 5 cộng cho 2.5% máu của có con áp. Ví dụ mà con áp mà đưa ra con áp nó tới đâu tới 2.000 máu không? Thay vì đó các bạn thực ra bây giờ các bạn hãy chạy Nunu á. Nunu hỗ trợ các bạn có thể cái Nunu nó có chiều cuối cái chiều E đó là nó thủ liên tục mà. Cái chiều E nó chắc con đào còn khoảng 5 giây là mà nó tác dụng tới 4 giây là. Nhiều khi các bạn lên đồ giảm con đào nó khoảng 3 giây hoặc 4 giây là đó, mà tác dụng tới 4 giây là lúc nào kia cũng trong trạng thái bị làm chậm á. Thì con Nunu nếu mà có 2.000 máu á thì 2.5 của 2.000 máu là sẽ 50 máu đó. Tức là con mò này nó mà đánh vô cái con bị làm chậm nó sẽ hồi mỗi giây nó hồi nó cũng máu đó. Bởi vậy con áp có thể nó hỗ trợ, nó làm hỗ trợ là vậy, là nó có cái thiên cái sắt đá này. Nhưng mà bạn đánh áp hỗ trợ thì là trong những cái game mà nó chào chưa đánh mấy cái bậc thấp á, nhiều khi xạ thủ nó cũng hiểu ý hay là gì đó. Tại vì đó bạn chơi Nunu hay Nunu chơi gì vậy? Nhiều khi mấy bạn bứt con ass, mấy bạn lóc, mấy bạn lên support nó chửi bạn liền. OC nó chửi OC liền. Đó thì bây giờ cái đường sôi sụp nó mạnh lắm nên beta hiện tại là sẽ quay về cái hướng bảo kê xạ thủ, là giống như có trận SKT họ bích top là con Sen rồi con Ivan á, rồi bích là con Oriana AD con cái liền là con Ben anh ba nó đánh á, xong rồi support nhiều khi bích đồ luôn á, là về cuối game là chỉ cần bố tủ cái siêu rồi xong rồi lên đưa hương sôi sụp xong rồi lấy mấy cái nhát sắt đá là cùng Mỹ AD nó chỉ cần đứng nó tụt tắt nó bắn thì cũng thắng. Nói thật game nó thắng, nó không làm gì nó cũng AD nó cũng bắn thôi đó. Thì cái đó là cái thử nghiệm hướng đi mới, tức là ví dụ mà bạn tìm ra được cái gọi là cái lỗi của game á, cái bug của game á, bạn tìm được, các bạn thành thạo được cái bug đó thì đến thắng bạn sẽ cao hơn rất là nhiều. Em biết một cái bút của bà Theo tới giờ chưa sửa nè. Là khi mà cái gì mà tải lên đánh 4 lần đến cái phiên, thì khi mà mất phiên đó em cách tạo được một phiên mới nhưng mà không được đánh 4 lần nữa. Đúp ra. Bấm quy với nút điêu cùng bút á, quy nút điêu liền luôn á. Là mình không có 3 là mình choáng luôn, mình sẽ gặp cái phiên mới nữa. Thường thường ở cái bộ mạch thành lòng đó bạn đúp cái là có gì? Đúp cái phiên. Không biết tớ lại. Không biết đâu. Con đó là hết 3 kiên chứa rồi đó, mình đã sẽ giữ được 2 kiên. Kết tiếp của nó mà. Đó, nó là bước kiên nào luôn á. Thật ra con bà Thanh Long, thí dụ mà có bạn có khẳng 4 cái khiên, có cái khiên không? Bạn đánh được 4 lần nó có cái khiên đúng không? Đúng. Cái là cái Messi. Còn trong cái Messi của YouTube á, bạn xài cái là trúng đối thủ rồi nó sẽ được cái khiên Messi nữa, kích hoạt cái khiên luôn. Đó là lúc này thì mình chưa có cái khiên nào hết trơn á. Lúc ra là cái khiên nào đã xài cái này đầu mình. Ủa, là cái đập sát nhiều game luôn. Hình như cái con Thanh Long này cũng có cái trò mà khiên như thế, được ba cái khiên luôn. Ba khiên đúng rồi. Đó, đó có cái trò được ba khiên luôn. Thì các bạn tay trụ á, bằng Thanh Long á, bạn biết được cái trò ba khiên luôn. Trụ bắn bạn cứ đỡ bon ba phát đầu, ba phát là coi như là cái trò bị chết rồi. Ừ. Đó anh này biết nè. Đi ba khiên luôn hả? Ừ, ba khiên luôn. Rồi, tới đây là cần kết thúc rồi, có bạn nào có câu hỏi không? Tới phần câu hỏi này thì tại vì cái link khảo sát ấy, thì một số bạn có một số cái câu hỏi đến bản thân Nhu. Thì em xin đọc cái nhất, cái câu nhất là thế nào? Bạn ấy chơi liên minh nhưng mà đầu óc căng thẳng quá, có cách nào để thư giãn trong khi chơi mà vẫn đạt được hiệu quả kỹ thuật cao không? Tấn máy, máy. Em chơi liên minh điện thoại mà đó căng thẳng quá, có cách nào để relax trong khi chơi mà vẫn đạt hiệu quả chứ không? Thì một là mấy bạn phải chọn những vị tướng đơn giản thôi, dễ chơi dễ trúng thưởng thôi. Kiểu như các bạn chơi support, bạn chơi Jaina đó, không cần các bạn phải chơi con thằng ép, bạn canh khả năng né đối thủ, bạn móc rồi bạn rút về. Đúng
cứ đứng e xong rồi quy lớp tiêu thôi, gần nó găng xuống các bạn xài tiêu cuối bạn thứ tay đá thì rất là đơn giản, tức là bạn phải lựa chọn những vị trí vị tướng mà đơn giản mà nó hiệu quả biết cái ban đẹp luôn. Giống như bạn đi top á, như mạnh hàng á, giống như mình là sinh năm 08 đi top cái tuần gì biết không, bây giờ mới về thôi, nào đến năm ông bật chưa tốt tên đến tao đi không đúng hào thôi. Thường ví dụ vô một game mà bạn muốn thư giãn thì bạn phải một là bạn chơi những thứ thư giãn, hai là bạn chơi với những người đồng đội hoặc là bạn của mình. Ừ, đủ năm thứ cho nhau rồi gì vậy đó. Đâu cần phải nhất thiết, giống như bạn đã mệt ở bạn chơi Z, các bạn muốn muốn mối chút mày nhìn không biết tướng mình đâu rồi. Chơi như cuối xong tướng mà chúng mình loạn á, giống như mình chơi Z mình bị loạn chứ mà có mày rồi, cái tấm gì nó bàn. Câu hỏi thứ hai là mình có một vấn đề muốn được một tuyển thủ chuyên nghiệp như bạn cho ý kiến, là mình có đam mê với game liên minh thoại đã từ rất lâu, từ lúc game chưa phát hành ở Việt Nam. Mình chưa bao giờ xem hướng dẫn các chơi của tướng, chiến thuật hay các giải đấu vì mình nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến lối chơi của mình. Thì dù biết rằng sau khi xem những thông tin đó mình sẽ học hỏi rất nhiều điều hay, vậy theo Tân có cách suy nghĩ nào của mình có phù hợp hay không? Thì khi mà các bạn chơi game á, thì các bạn nên tìm hiểu cũng như nên xem các thông tin liên tục cập nhật cho mình. Tại vì thí dụ mà bạn chơi tướng, bạn chơi giống như anh này chơi con Ban Thanh Long thôi, anh đấy xài cái khiên được 3 lần mà bạn chơi Ban Thanh Long xài được 2 lần là thấy thua ta. Tại sao người ta làm được vậy thì bạn phải tìm hiểu. Nhiều khi các bạn tìm ra được cái thật ra trong liên minh á, nhiều trăm tướng đâu phải bạn chơi hết trăm con đâu. Khi mà các bạn biết được, mặc dù bạn không chơi con đó, cái con tướng đó, mà bạn biết được cái thông tin tướng đó có thể lock được 3 lần thì nhiều khi cái tình huống đó bạn sẽ đỡ chủ quan hơn. Giống như nó lock 2 lần xong rồi thế thứ 3 bị chủ quýnh, nhiều khi nó còn miếng máu nó chết, nhưng mà thật ra ta lock thêm cái cuối xong ta chạy bộ ra, ta sống. Đó thì mình sẽ không chủ quan. Giống như thay vì đó mình có thể ở lại ta xài chiêu đó 1 lần nữa đó. Đó, mình sẽ không chủ quan. Thì các bạn nên tham khảo, giống như bạn làm việc gì cũng tham khảo, giống như bạn làm mấy cái video editor hay là làm này nọ thì cũng phải lên search mấy cái YouTube ta làm đẹp thì mình làm theo, mình học theo chứ đâu phải tự đóng cửa tự suy nghĩ. Giống như các bạn chơi game á, hồi đó mình đi học, hồi đó mấy bạn mình đi học cũng vậy mà. Tại sao phải đi học? Đi học có thầy dạy dễ hiểu hơn, tiếp thu nhanh hơn, học từ bạn, học từ thầy. Tự nhiên phải ở nhà cấm cụi cầm cuốn sách học, nhiều khi học không được nữa, cũng đâu hiểu gì đâu thật học đó. Thì cái này cũng tương tự thôi, thì các bạn nên câu hỏi thứ ba là các tuyển thủ chuyên nghiệp có thể đoán được tầm nhìn đối phương rất tốt. Anh Tân có thể chia sẻ bí quyết để đoán được tầm nhìn đối thủ không? Thật ra nếu mà để đoán tầm nhìn của đối thủ thì mình chỉ đoán được người đi gần đối phương thôi, tại vì đi gần nó có quy trình mà. Các bạn đánh nhiều thì bạn sẽ biết cái hướng di chuyển của đối phương thôi. Còn cách tốt nhất là bạn cắm mắt. Tại vì các bạn dùng trí óc các bạn đoán chi cho mệt, bạn chạy vô đó bạn cắm con mắt biết gần nó đâu, dễ không có bạn làm đầu. Nói chung bí quyết là hãy cắm mắt, nếu mà cắm không được thì nhờ support hay là mít gì để cắm đó. Giống như các bạn đánh lê xin rồi bạn muốn đè thằng Amu đi thì các bạn cứ ai top mà chạy vô phút thứ này phút thứ bảy đi, mà chạy vô mà cắm mắt con ghét nó dùng chỗ nói cho tao, tao lê xin tao leo 6 thì nó ăn con bự đỏ thì tao vô tao giết luôn kiểu vậy. Thì bạn phải giao tiếp với tốt mình, các bạn nhà tốt mình cắm con mắt có tầm nhìn thì bạn sẽ biết được gần nó phương sơn như thế nào. Giống như con đẹp tăng đi, hai con ai đến ăn bùa xanh thì nó sẽ di chuyển từ bùa xanh không, lúc mà đồng đội nó kêu vô á thì nó sẽ di chuyển từ mít vô bùa xanh. Thì nếu mà khoảng phút 7 á, bạn với mít bạn á, tức là bạn đi gần bạn biết chơi thì bạn sẽ canh cái khúc cái đường nó đi vô á, thì các bạn đứng đó bạn đa giếm nó cũng được. Nói chung là phải dự đoán được hướng thời gian ra của con bùa xanh á, phải bao lâu cứ từ từ lúc bắt đầu á, từ bắt đầu bùa xanh á thì khi đã lên đó nó ra là khoảng lúc bao nhiêu phút rưỡi à, khoảng 3 phút 50 nếu mà ăn đủ bùa đúng không? Không thì đủ lên đó là thí dụ mà nó bắt đầu từ đâu bùa xanh không lên lên đó đâu. Bữa sau nó sẽ ăn sói, ăn sói thì nó ăn đỏ, ăn đỏ nó nhiều khi nó ăn cua ở dưới, nó không ăn tốt. Mà nó ăn thì khoảng thời gian đó mình xuống trong mắt. À, theo em nghĩ là nó gần, cháu nó không gần đâu. Ăn 30 là gần. Nó không thể nó ăn
khen chứ giống như nó ăn nó giống ăn mà xăm cái bông đỏ xong rồi ăn tớ luôn đâu ăn gì nữa đâu hai cái bông nào tức là có anh tìm trên hả cái có khoảng để mình biết rồi là mình cái bạn nào có hai tim lên tim một thì nó ăn mà xăm là nó ăn trên đúng không xong rồi nó chạy xuống bông đỏ dưới họ đang đang có tim hai à đang nghĩ tim một thì tầm 3 phút 20 á là mình ra cấm là gì rồi định cấm trễ quá cũng như cấm sớm quá nhiều khi nó 3 phút 20 nó mới chạy ra lên mà 2 phút 20 mình cấm cái 3 phút 20 nó ra cái tự nhiên mắt mình hết mặt mình mù thì đó thì nói chung mình coi đánh giải là biết rồi tại vì các vị tướng tiêu gần các vị tướng tiêu gần á khác nhau thì cái thời gian ăn quái của nó cũng khác nhau giống như Lê Sinh nó sẽ khác con Elite giống như con Elite thì sẽ khác với con Olaf cũng khác với mấy con Yaban này đó tầm phút để mình về phòng thì tầm 3-20 mình cấm là được 3-20 nói chung là nó nhanh hơn khoảng chừng 5-10 giây thôi thì thường 3 phút 3 rưỡi nó ra găng mình thì nhanh nhất thì cũng phải 3-20 mình cố gắng mình ra cấm nghe phút đó nhiều khi mình ra cấm á mình cấm chảy nó tự nhiên nhiều cái mắt thấy nó trong miệng sẵn rồi cái chết luôn không à câu hỏi thứ tư là tại sao anh lại chơi vị trí đi gần trong liên minh điện thoại vị tướng nào anh ghét nhất trong liên minh thì tại sao mình lại chơi vị trí đi gần trong liên minh thoại thực ra khởi đầu một vị trí đi khởi đầu của trong trò chơi liên minh điện thoại mình đi vị trí AD đó tại vì đó mình đánh Dota ở vị trí là mình đánh mấy con lay mấy con cạp không mấy con ra chơi Dota kiểu đánh mấy con farm á thì AD là kiểu như về lay game mình cũng đánh mấy con farm nhưng mà khi mình vào thử tiền Sài Gòn cơ á thì có AG đánh AD rồi thì cái vai trò của cái liên minh điện thoại á nó phân rõ ra hơn số nhiều so với ta cho ta nên thì thường sẽ có 5 vị trí giống như top mid lần support AD nó cố định luôn à tức là ai đánh vai trò nào nó sẽ đánh vai trò đó luôn chứ không phải là như cho ta nó khi nào mà bạn đánh support đánh relay hay khi mà bạn đánh Olina nó sẽ đánh khác tức là mỗi vị tướng nó sẽ có vai trò khác chứ không phải là như liên minh là AD support support khởi đầu của mình là mình đánh AD sau đó mình thấy AG đánh AD mình chuyển sang đánh support thì lúc đó thì Junty đi gần thì khoảng giai đoạn sau nữa Junty một năm sau Junty lại chán đi gần và kêu ai Juna mà sao tay mình đánh được đi gần không thì mình cũng muốn tại đánh support cũng chán nhiều khi đánh cái cắm mắt rồi chiến đấu lại ví dụ mà đánh răng nữa thường thường cái vị trí support ở mạng đánh xếp hạng nó khó lên hạng lắm tại vì nó phụ thuộc rất là nhiều với đồng đội mình đặc biệt là AD nên mà vị trí đi gần á là vị trí có thể đánh xếp hạng rất là tốt nếu mà bạn đi tốt thì cái trận đấu dĩ nhiên là nó kiểu như là trong tầm kiểm soát của bạn luôn thì mình mới để đầu thủ giúp thì vị tướng đi gần đầu tiên của mình là chắc chơi con Amumu á Amumu đó đi gần dễ lắm cứ quỳ ăn ghép e ăn ghép rồi có chữ cuối ra gần thôi dễ thì vị tướng nào mình ghét nhất trong liên minh vị tướng mình ghét nhất trong liên minh là chắc con thèo ép á con kéo kéo á tại vì mình sợ con thèo ép á nhiều khi mình đi support á tại có giai đoạn mình đi support mình đánh tại đó mình đâu mình chơi từ Dota qua liên minh mà mình kỹ năng lúc đầu mình kém mình chơi mấy con dễ dễ như Sona, Jana giống như nãy mình nói vậy cái mình gặp con thèo ép nó cứ móc vô đó mình nó giết mình thôi cái giờ mình ghét tới giờ còn mình không có chơi khỏe. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi buổi sớm của mình. Hỏi gì để cho em hỏi một cái này là của em gan. Có cái cách nào mình luyện cái kỹ năng để mình chèn những cái đoạn bình thường trong cái kêu giống như là đơn cử là cái con đường bên cái thằng mô bao nhiêu á. Tại vì mình coi cái trên mạng á mình thấy nhưng mà mình làm rất là khó. Có cái tip nào để mình thực hiện cái đoạn bình thường nó dễ không? Thì nói chung là làm vừa quen thôi thường thường giờ nó có cái liên minh nó có cái phòng tập á nó có cái phòng tập mà khi mà bạn vô bạn chỉnh cái con đao nó thành không dây á bạn cứ quỳ bạn đánh thôi thì đánh lúc mà mình combo vậy mình rất là khó thấy cái độ bình thường vô mình đâu có biết là cái độ mình có đánh cái độ bình thường hay không đâu à cái này cũng gọi là giữa những người chơi không biết chơi event với người biết chơi event nó khác và những người chơi biết chơi event với những người chơi hay cực kỳ hay event nó lại khác nữa tức là trong những cái đánh thường á thì họ đánh rất là nhanh còn ví dụ mà người biết chơi event họ chỉ biết đánh thường thôi nhưng mà họ đánh không có nhanh giống như cái clip con Camille hồi nãy á là nó combo rất là nhanh tập để mình chạy đánh thường tại vì
là anh phải quen quen với cái động tác đánh của người bạn gì thì về nó đánh là chém ngang cái không? Em không nói gì với anh, tại hỏi cái đó để anh thôi. Là mình phải quen quen với cái động tác đánh thường của nó. Thực ra cái vị tướng, mấy cái vị tướng mà đánh đánh thường á thì cái động tác đánh thường nó thực ra nó chỉ cái động tác là 1 giây đi thì 0.7 giây đầu tiên á là nó đã đánh thường xong rồi, còn 0.3 giây sau á là cái động tác thường của nó thôi. Thì những người chuyên nghiệp á họ sẽ cam sầu bớt cái thời gian mà 0.3 giây như đánh thường á. Thì mình lít vô phải vô con lính thì mình thấy nó chém gần xong rồi, chém lần nữa mình lít vô cái